Xin chào và đây là HD Radio, tin sắp dịu cho những ai yêu thích âm thanh của CBL. Hãy ghé vào đây nếu như bạn đang có ý định lắp đặt cho gia đình mình một hệ thống bộ dàn âm thanh siêu chất nha. Khởi đầu cho một ngày bận rộn với sứ mệnh mang âm thanh hay đến với mọi nhà thì hôm nay HD Radio sẽ dắt bạn bôn ba khắp các quận Sài Gòn. Thật không mấy xa lạ khi nhắc đến CBL, nhưng điều đặc biệt hôm nay đó chính là gia chủ đã chọn một dòng CBL phiên bản giới hạn đặc biệt vừa ra mắt 2024, kỷ niệm giá trị của thương hiệu, đó là dòng CBL KI112 Gold Edition. Chắc chắn một điều, đây sẽ là một siêu phẩm sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Đánh tan sự tò mò đó thì ngay bây giờ, cùng với đội ngũ kỹ thuật của HD Radio, cúp kiếc lên hàng vượt ngàn trong gai đến nhà của anh Vũ tại quận 6 nha. Mở bát đập hộp cho nhà mới bằng bộ dàn karaoke như thế này đây thì quả là một năm rộn ràng sung túc đó ạ. Và đây, nhìn đông nhìn tây chẳng bằng nhìn CBL một giây. Và hiển nhiên là với không gian hơn 30m2 thì Gold Edition KI112 Base 30cm là sự lựa chọn quá ư là hoàn hảo. Đi kèm với nhân vật chính của chúng ta thì không thể không nhắc đến bộ thiết bị cân chỉnh âm thanh siêu chất lượng, gồm một cục đẩy CK H2006 công suất 600W một kênh, tạo công suất âm thanh đầu ra cực kỳ chắc khỏe mà giá thành rất phải chăng. Thêm vào đó là một chiếc vang số CK X6000, đây sẽ là một thiết bị quan trọng trong một bộ dàn, và với tay nghề của anh kỹ thuật tại HD Radio thì sẽ cân chỉnh cho bạn hát hay nhất có thể trên chiếc vang này. Và cũng không thể thiếu đó là bộ mic CK B5 LED, một dòng mic với tầm giá hời nhưng chấp âm có độ bắt mic cao và dày dặn tiếng. Và hiển nhiên nguồn nhạc cũng là một trong những yếu tố then chốt, và với bộ đầu màn Vika 4T Plus thì bạn không phải lo lắng vì những quảng cáo khi hát hay là chất lượng của một bài nhạc. Và với tổng tất cả chi phí cho một bộ dàn chỉ hơn 50 triệu đồng thì có gọi là quá hời không đây? Công đoạn cuối cùng là sự hướng dẫn tận tình cách sử dụng từ anh kỹ thuật. Thao tác cho một bộ dàn kỹ thuật số rất đơn giản, chỉ cần mở lên và hát, không cần phải cân chỉnh thêm. Rất tiện lợi phải không nào? Và đây là kết quả từ một bộ dàn CK phối hợp cùng với loa CBL nha. Và đừng quên, nếu như bạn muốn sở hữu một bộ dàn như thế, đừng ngại ngùng mà liên hệ HD Radio ngay nha. Oh,
HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.